Bà đối xử không tốt với nhân viên, đây là cái giá bà phải trả. Tại sao lại để Tâm Từ gánh chứ? Nhà tan, cửa nát, ruột thịt chia lìa, bi kịch nối tiếp bi kịch đã đặt con người vào định mệnh khó giải. Tâm Từ, lòng thù hận có thể làm tiêu tan tất cả, và tình yêu có thể hóa giải mọi hận thù. Mời các bạn đón xem Mối Tình Nồng Thắm.